Kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tâm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn Tiếng Việt lớp 1, tập 1, sách cánh diều của nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Bài 77, vần An và vần Á. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học bài nhé. tiên chúng mình sẽ cùng nhau làm quen với vần mới mà hôm nay chúng mình học Vần đầu tiên có tên là vần an Vần an gồm có hai âm ghép lại Đó là âm A và âm ngờ Âm A đứng trước, âm ngờ đứng sau Chúng ta đánh vần như sau An, A, ngờ, an Vần an có âm A là âm chính Âm ngờ là âm cuối Chúng ta đọc trơn như sau An An Cô mời các em đọc lại nào Quan sát bức tranh cho cô biết đây là hình ảnh gì Đáp án của cô như sau Trong bức tranh đó là hình ảnh cái thang Cái thang này được làm bằng inox Bằng sắt Có hai chân, hai bên Để tạo thăng bằng khi trèo lên đấy còn có một số loại thang thì được làm bằng gỗ và có thể là bằng sắt, bằng nhựa dùng để trèo lên cao. Cô giáo có tiếng mới tương ứng với bức tranh đó là tiếng thang. Tiếng thang có chứa vần an mà chúng mình vừa làm quen. Chúng ta đánh vần và đọc như sau: thờ an thang. Cô mời các em đánh vần và đọc lại nhé. Như vậy chúng mình đã làm quen được với vần mới đầu tiên đó là vần an. Tiếp tục chúng mình cùng nhau làm quen với vần mới thứ hai đó là vần ác. Cho cô biết vần ác gồm có mấy âm ghép lại? Đó là những âm nào? Vần ác gồm có hai âm ghép lại. Đó là âm a và âm cờ. Âm a đứng trước, âm cờ đứng sau chúng ta đánh vần như sau ác a cờ ác vần ác có âm a là âm chính âm cờ là âm cuối và chúng ta đọc trơn như sau ác ác cô mời các em đọc lại nào quan sát bức tranh cô giới thiệu với các em trong bức tranh đó là hình ảnh con vạc cô giáo có tiếng tương ứng với bức tranh đó là tiếng vạc tiếng vạc có chứa vần ác mà chúng mình vừa học đấy chúng ta đánh vần và đọc như sau vờ ác vác nặng vạc vạc cô mời các em đánh vần và đọc lại nào như vậy vừa rồi chúng mình đã làm quen được thêm vần mới thứ hai đó là vần ác tiếng mới là tiếng vạc Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang phần số 2 nhé. Phần 2 yêu cầu như sau. Tiếng nào có phần an, tiếng nào có phần ác. Bây giờ nhiệm vụ của các em là phải quan sát các bức tranh và tìm tiếng tương ứng với bức tranh. Sau đó cho cô biết tiếng nào có chứa vần an và tiếng nào có chứa phần ác nhé. Quan sát bức tranh thứ nhất, cho cô biết trong tranh đó là hình ảnh gì? Quan sát bức tranh thứ nhất, chúng mình nhìn thấy trong tranh đó là hình ảnh bác sĩ đang khám bệnh cho em bé đấy. Cô giáo có từ tương ứng với bức tranh, đó là từ bác sĩ. Cho cô biết trong từ này, tiếng nào có chứa vần chúng mình vừa học? Đáp án của cô là trong từ này, tiếng bác có chứa phần ác mà chúng mình vừa học. Chúng ta đánh vần và đọc như sau: bờ ác bác sắc bác bác sĩ. Cô mời các em đánh vần và đọc lại nào. Tiếp tục bức tranh thứ hai, cho cô biết đây là hình ảnh gì? Trong bức tranh thứ hai, chúng mình nhìn thấy đó là hình ảnh con cá vàng đấy tương ứng với bức tranh cô giáo có từ cá vàng trong từ này tiếng nào có chứa phần chúng mình vừa học trong từ này tiếng vàng có chứa phần an mà chúng mình vừa học đấy chúng ta đánh vần và đọc như sau vờ an vang huyền vàng cá vàng mời các em đánh vần và đọc lại nào Tiếp tục quan sát bức tranh thứ ba cho cô biết trong tranh đó là con gì. Cô giới thiệu với các em trong bức tranh đó chính là con hạc. Con hạc có đặc điểm là chân rất cao và cổ rất là dài. Trong từ con hạc, tiếng nào có chứa vần chúng mình vừa học? Trong từ này, tiếng hạc có chứa vần ác mà chúng mình vừa học đấy. Tiếp tục quan sát bức tranh thứ tư cho cô biết trong tranh thứ tư đó là quả gì trong bức tranh thứ tư đó là hình ảnh quả dưa gang cô giáo có từ dưa gang trong từ dưa gang thì tiếng gang có chứa vần ang mà chúng mình vừa học còn bức tranh thứ năm đó chính là hình ảnh một bản nhạc của một bài hát cô giáo có từ bản nhạc cho cô biết từ này tiếng nào có phần chúng mình vừa học? Trong từ bản nhạc thì tiếng nhạc có chứa phần ác mà chúng mình vừa học đấy Nhờ ác nhát nặng nhạc, bản nhạc Cô mời các em đánh vần và đọc lại nào Tiếp tục quan sát bức tranh thứ 6 Cô giới thiệu với các em Đây chính là tàu đang chở hàng ở ngoài biển đấy Cô giáo có từ chở hàng Cho cô biết trong từ này tiếng nào có vần chúng mình vừa học Trong từ này thì tiếng hàng có chứa phần an mà chúng mình vừa học đấy Hờ an hang huyền hàng Chở hàng Cô mời các em đánh vần và đọc lại nào Như vậy vừa rồi, chúng mình đã tìm được tiếng có chứa phần an và tiếng có chứa phần ác dựa vào các bức tranh Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần 3 Đó là phần tập đọc nhé Các em hãy quan sát bức tranh Quan sát bài đọc Lắng nghe cô giáo đọc mẫu Và đọc thầm theo cô Nàng tiên cá Nàng tiên cá là con vua biển Nửa thân trên của nàng như một cô bé nửa thân kia là cá nhờ thế nàng lướt trên biển rất nhẹ nhàng nàng tiên cá có tất cả các thứ nàng muốn nàng chỉ chưa biết đất liền đêm đêm nàng ngân nga hát dân đi biển nghe nàng hát Quên cả mệt, cả buồn Phỏng theo An Đéc Sen, Nguyễn Minh Kể. Như vậy vừa rồi Các em đã nghe cô giáo đọc mẫu toàn bài Nàng Tiên Cá Bài này Chúng mình có thể chia câu như sau Câu 1 Từ đầu đến vua biển Câu 2 Từ nửa thân trên cho đến cô bé Câu 3 là nửa thân kia là cá. Câu 4, nhờ thế cho đến nhẹ nhàng. Câu 5, nàng tiên cho đến nàng muốn. Câu 6, nàng chỉ cho đến đất liền. Câu 7, là đêm đêm cho đến hát. Câu 8, là câu còn lại. Như vậy bài đọc này gồm có 8 câu. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc từng câu một nhé. Các em nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo cô. Chúng ta luyện đọc câu 1. Nàng tiên cá. Nàng tiên cá là con vua biển. Mời các em đọc lại nhé. Chúng ta luyện đọc tiếp câu 2. Nửa thân trên của nàng như một cô bé. Mời các em đọc lại. Tiếp tục chúng mình luyện đọc câu 3. Nửa thân kia là cá. Mời các em đọc lại nào. Tiếp tục chúng ta luyện đọc câu 4. Nhờ thế, nàng nước trên biển rất nhẹ nhàng. Cô mời các em luyện đọc câu 4. Tiếp tục chúng ta luyện đọc câu 5. Nàng tiên cá có tất cả các thứ nàng muốn. Cô mời các em đọc lại câu 5 nhé. Câu 6, chúng mình nghe cô đọc mẫu. Nàng chỉ chưa biết đất liền. Mời các em đọc lại. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện đọc câu 7 nào. Đêm đêm Nàng ngân nga hát. Cô mời các em đọc lại. Chúng ta luyện đọc câu cuối cùng. Dân đi biển nghe nàng hát, quên cả mệt, cả buồn. Mời các em đọc lại câu 8 nhé. Như vậy vừa rồi, cô trò chúng mình đã cùng nhau luyện đọc từng câu trong bài Nàng tiên cá. Bây giờ các em hãy nghe cô giáo đọc lại toàn bài và đọc thầm theo cô. Nàng tiên cá. Nàng tiên cá là con vua biển. Nửa thân trên của nàng như một cô bé. Nửa thân kia là cá. Nhờ thế nàng lướt trên biển rất nhẹ nhàng nàng tiên cá có tất cả các thứ nàng muốn nàng chỉ chưa biết đất liền đêm đêm nàng ngân nga hát dân đi biển nghe nàng hát quên cả mệt cả buồn cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện đọc lại toàn bài Cô mời các em quay trở lại màn hình. Tiếp tục chúng mình cùng nhau tìm hiểu về nội dung của bài đọc qua phần trả lời câu hỏi nhé. Câu hỏi như sau, ghép đúng. Ở đây ý bên tay trái có hai ý A và B, bên tay phải có hai ý 1 và 2. Chúng ta hãy ghép hai ý để thành một ý hai ý đúng với nội dung của bài đọc mà chúng mình vừa đọc nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta ghép đúng câu theo yêu cầu nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Ý đúng như sau. Ý A, nàng tiên cá, chúng ta sẽ ghép với ý thứ hai đó là ngân nga hát. Còn ý B, dân đi biển, chúng ta sẽ ghép với nghe hát, quên cả mệt cả buồn. Như vậy, chúng mình đã ghép đúng hai ý với nội dung của bài đọc đấy. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong phần 3 đó là luyện đọc. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết nhé. Chúng ta sẽ luyện viết vần an, chữ thang, vần ác và chữ vạc. Các em hãy quan sát vần an và vần ác cho cô biết hai vần này có điểm gì giống và khác nhau. Hai vần này có điểm giống nhau là đều có âm A đứng trước Còn khác nhau là ở âm cuối đó là âm ngờ và âm cờ Chúng ta hãy quan sát quy trình viết vần an và vần ác như sau Đầu tiên chúng mình viết vần an gồm có chữ A có độ cao là 2 ly Chữ N có độ cao là 2 ly Và chữ G có độ cao là 5 ly. Điểm dừng bút của chữ G là ở trên đường kẻ 2. Tiếp tục chúng mình luyện viết vần ác gồm có chữ A có độ cao là 2 ly. Chữ C có độ cao là 2 ly. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết vần an và vần ác vào bảng con nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Tiếp tục chúng mình quan sát quy trình viết chữ thang như sau. Chữ thang gồm có chữ thờ ghép với phần an. Khi viết, chúng mình lưu ý đầu tiên chúng mình viết chữ tờ có độ cao là 3 ly. Sau đó chúng mình viết chữ hờ có độ cao là 5 ly. Từ điểm dừng bút của chữ hờ chúng ta viết chữ A có độ cao là 2 ly. Chữ N có độ cao là 2 ly và chữ G có độ cao là 5 ly. Chúng ta để dấu gạch ngang của chữ tờ của chữ thang. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ thang nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Tiếp tục chúng mình cùng nhau luyện viết chữ vạc. Chữ vạc gồm có chữ V có độ cao là 2 ly và vần át cũng có cùng độ cao là 2 ly. thành nặng dưới chữ A Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta luyện viết chữ vạc nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong phần luyện viết. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.